tuy xe không cộng một pin chip không email FB tâm tránh 3-3-2018 ảnh, Internet lòng tin vào. Hệ thống ngân hàng đang đập những nhịp bấn loạn mong mỏi công lý. Một khách hàng sử dụng dịch vụ dành cho VIP gửi vào eSIM Bank 251 tỷ với các bước thủ tục rút gọn. Giám đốc chi nhánh của eSIM Bank nơi khách hàng giao dịch uống số tiền và trốn mất. Số tiền ấy bị phong tỏa, người gửi số tiền ấy khởi kiện. Quá trình xử lý của hệ thống vận hành thị trường tiền tệ trong vụ tranh chấp này đã không thể hiểu tay giám đốc uống số tiền ấy từ tay khách hàng hay trong chính nhà băng. Đúng ra người ta phải hiểu nhưng không ai thể hiện kịp thời trách nhiệm của mình, nhất là khi người ta chỉ loi hoi số tiền bị mất chứ không phải những thiệt hại của người gửi. Một khi gửi tiền cho nhà băng, dù có là thủ tục nào, hễ hợp đồng đã được xác định thì chính là nhà băng đó phải có trách nhiệm ngay và luôn. Trì hoãn hoặc lo sợ trách nhiệm thì không chỉ nhà băng ấy bị mất mát lòng, hệ thống pháp luật bảo đảm cho thị trường cũng là để lòng tin ấy là cơ sở tối thiểu trong mọi giao dịch. Cơ sở ấy không có thì thị trường chỉ là chỗ ăn thua của những kẻ cướp. Nhưng hệ thống pháp luật không tự nó biến thành giá trị bảo đảm. Trong một xã hội chưa hoàn thiện các quan hệ thị trường thì hệ thống pháp luật được chờ đợi bằng chính sự kịp thời và dứt khoát của bộ máy thực thi. Trong vụ tranh chấp nên chờ phán quyết cuối cùng của tòa án như lời khuyên của bà Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thì sự kiên nhẫn như lời bà không khác cơn đau tim. Người ta tự hỏi mối quan hệ thị trường phải chờ đợi trách nhiệm của cơ quan chức năng thì thị trường có ý nghĩa gì? Thị trường lẽ ra phải được củng cố niềm tin bằng tuyên bố rõ ràng rằng đây là vụ mất cắp ở eSIM Bank. Theo đó, ngân hàng có trách nhiệm bảo đảm an toàn tiền gửi cho người dân. Thời gian cũng là một loại giá trị trong giao dịch được bảo đảm nếu ngân hàng thực hiện chậm trách nhiệm của mình. Còn quy trình trong hệ thống ngân hàng để một viên chức của mình cướp sống tiền gửi của khách hàng như vụ việc ở eSIM Bank là một vụ án hình sự. Trách nhiệm của khách hàng là xác định trung thực các hành vi giao dịch của mình. Chỉ khi nào có bằng chứng pháp lý xác thực về sự liên quan, đồng lõa hay che giấu hành vi phạm tội của bị cáo thì khách hàng nói trên mới bị áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch. Chờ tòa hình xét xử, công lý vẫn đang được chờ đợi trước cửa tòa án. Nhưng lòng tin, thứ vàng ròng trong quan hệ thị trường, đang như kẻ lữ hành vơ giữa sa mạc tìm bảng chỉ đường. Một khi thể chế bảo đảm cho thị trường đều ẩn danh trong cái gọi là cơ quan chức năng, thì pháp luật có hay ho đến mấy cũng chỉ như những tờ giấy lộn, không thể phủ sắc ngân kim lên miếng giấy bồi mà buộc người ta tin là vàng ròng. Ít xe không cộng một pin chip không email.